MU chuẩn bị ký hợp đồng với Deadline. Man United chiêu mộ thần đồng Arda Güler. Paris Saint-Germain sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng cho thần đồng Barca Lamine Yamal. Đội ngũ huấn luyện MU bị xáo trộn. MU chuẩn bị ký hợp đồng với Deadline. MU quyết định ký hợp đồng với Matthijs de Ligt trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. The Athletic xác nhận MU xem xét nghiêm túc việc chiêu mộ Matthijs de Ligt từ Bayern Munich. Khả năng trung vệ 24 tuổi gia nhập MU ngày càng khả thi. Cuộc đàm phán giữa các bên vẫn chưa diễn ra, nhưng De Ligt nổi lên là mục tiêu hàng đầu, nguồn tin khẳng định. Chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein thông tin thêm, việc theo đuổi De Ligt là độc lập với thương vụ Gerard Bentwai. MU coi De Ligt là mục tiêu trên thực tế hơn Bentwai bởi mức phí chuyển nhượng hợp lý. Gần đây, Quỷ Đỏ đã đưa ra lời đề nghị hỏi mua Bentwai với giá 35 triệu bảng kèm 8 triệu bảng phụ phí. Tuy nhiên, Everton không chấp nhận bán trung vệ người Anh thấp hơn 70 triệu bảng. Ngoài ra, MU không thể chiêu mộ Jean-Claire Todibo thuộc Nice do quy định từ UEFA cấm chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ cùng sở hữu. Còn Lenny Yoro của Lille lại hứng thú với việc gia nhập Real Madrid hơn. Do đó, MU chuyển hướng sang De Ligt. Tuy nhiên, vấn đề tài chính sẽ là trở ngại lớn. Việc MU có thể mang về một hay thậm chí hai cầu thủ ở trung tâm hàng phòng ngự còn phụ thuộc vào khả năng thanh lý những cái tên không nằm trong kế hoạch. Điều này cần thiết để tạo ra dòng tiền cho việc đón tân binh, The Athletic kết luận. De Ligt lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ chủ sân Old Trafford khi còn khoác áo Ajax. Năm 2019, trung vệ này gia nhập Juventus, rồi sau đó là Bayern Munich. Hiện tại, vị thế của De Ligt Bayern xuống thấp khi câu lạc bộ này vừa chiêu mộ Hiroki Ito của VfB Stuttgart với giá hơn 25 triệu bảng. Trong màu áo tuyển Hà Lan, De Ligt cũng không còn là lựa chọn số 1. Anh chưa ra sân một phút nào ở Euro 2024. Cựu sao Juventus thừa nhận phải nhờ chuyên gia tâm lý để giúp vượt qua nỗi thất vọng này. Man United chiêu mộ thần đồng Arda Güler. Huyền thoại Dwight Yorke khuyên Man United nên chiêu mộ thần đồng Arda Güler của Real Madrid, người đang tỏa sáng ở Euro 2024. Arda Güler dù mới 19 tuổi nhưng đã thi đấu tuyệt hay trong trận mở màn của Thổ Nhĩ Kỳ trước Georgia. Ngôi sao trẻ tuổi có màn đẹp mắt trong chiến thắng 3-1 của đội nhà. Ở trận sau đó, cầu thủ này chỉ được ra sân trong 20 phút trong trận thua 0-3 trước Bồ Đào Nha. Güler khá đa năng khi có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ cánh phải, nhưng chỉ được ra sân 10 lần ở La Liga và chỉ có 4 trong số đó đá chính ở Real Madrid. Mặc dù chơi tốt với 6 bàn thắng, trung bình ghi 1 bàn sau mỗi 63 phút, nhưng thời gian thi đấu của cầu thủ này thời gian tới có thể bị suy giảm do đội bóng chiêu mộ siêu sao Kylian Mbappe của tuyển Pháp. Cựu danh thủ Dwight Yorke khuyên MU nên chiêu mộ Arda Güler của Real Madrid. Ông nói, Arda Güler đã cho thấy mình có phẩm chất đặc biệt khi ghi bàn thắng tuyệt vời cho tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu ấy đã tỏa sáng ở Euro và bây giờ mọi người sẽ muốn giải cứu anh ấy khỏi băng ghế dự bị của câu lạc bộ Real Madrid. Chúng tôi đã chứng kiến những người như Kevin De Bruyne và Mohamed Salah rời một câu lạc bộ lớn như Chelsea FC và điều đó đã mang lại lợi ích cho sự nghiệp của họ. Cậu ấy cần một cơ hội để thi đấu tuần này qua tuần khác. Mọi người đều tìm kiếm một giải pháp khắc phục nhanh chóng, có kinh nghiệm, nhưng chúng ta không nên bỏ qua Güler thời điểm này. Người có thể trở thành đẳng cấp thế giới. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc MU ký hợp đồng với anh ấy. Cựu danh thủ Dwight Yorke nói thêm. Paris Saint-Germain sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng cho thần đồng Barca Lamine Yamal. Barca có thể mất thần đồng Lamine Yamal vì Paris Saint-Germain sẵn sàng chi tiền phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới cho tuyển thủ Tây Ban Nha. Hè 2017, Paris Saint-Germain làm chấn động lòng túc cầu khi chi tới 222 triệu euro phá vỡ hợp đồng của Neymar với Barca. Kể từ đó đến nay, tiền đạo người Brazil vẫn là thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới. Sau khi đắng cay nhìn Paris Saint-Germain lấy Neymar trên tay, Barca đã rút kinh nghiệm khi ký hợp đồng với những ngôi sao quan trọng. Với những cầu thủ được coi là tương lai của câu lạc bộ, Blaugrana sẽ cai được khoản phá vỡ hợp đồng 500 triệu euro hoặc 1 tỷ euro. Hiện Barca có không ít cầu thủ phí giải phóng hợp đồng 1 tỷ euro, gồm Pedri, Gavi, Ansu, Fati, Ronald Araujo và Ferran Torres. Trong tương lai gần, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ làm điều tương tự với hai thần đồng Lamine Yamal và Pau Kubasi. Nhưng Barca có nguy cơ mất Yamal trước khi họ thực hiện được điều đó. Theo Mundo Deportivo, Paris Saint-Germain đánh tiếng muốn chiêu mộ ngôi sao chạy cánh 16 tuổi trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Đội bóng Paris tin rằng chỉ Yamal mới có đủ tiềm năng thay thế Kylian Mbappe. Sớm nhận biết đây là thương vụ khó nên Paris Saint-Germain sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Neymar cách đây 7 năm. Gã khổng lồ nước Pháp dự kiến sẽ gửi đề nghị 250 triệu euro cho Yamal.
Đây là con số không tưởng với cầu thủ mới 16 tuổi và đủ để Barca phải cân nhắc. Trong bối cảnh chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính, 250 triệu euro sẽ giúp Barca làm được rất nhiều thứ. Yanman là cầu thủ do Barca đào tạo nên mức phí chuyển nhượng sẽ được tính 100% lợi nhuận. Vì vậy, nếu bán viên ngọc quý này, Blaugrana không còn phải lo lắng về việc cân bằng quỹ lương và đăng ký cầu thủ trước mỗi mùa giải tới. Hiện Yanman đang thi đấu ở Euro 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Mới 16 tuổi nhưng chơi bóng rất chững chạc và đá cả 3 trận vòng bảng. Yanman và đồng đội đang đứng trước cơ hội cực lớn vào tứ kết vì đối thủ ở vòng 1/8 chỉ là tân binh Yorkshire. Đội ngũ huấn luyện MU bị xáo trộn. Huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ chia tay một trợ lý, đồng thời đón hai trợ lý mới về trước mùa giải 2024-25. Theo The Athletic, MU chia tay trợ lý Benny McCarthy sau khi hợp đồng hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Cựu tiền đạo người Nam Phi phần nào giúp Marcus Rashford thăng hoa với 30 bàn ở mùa giải 2022-23. Tuy nhiên, thành tích ghi bàn của MU vẫn rất tệ trong hai mùa giải gần nhất. Đó là lý do ban lãnh đạo Quỷ Đỏ quyết định không gia hạn hợp đồng với cựu tiền đạo West Ham. Ở chiều hướng ngược lại, MU chuẩn bị đón Ruud van Nistelrooy. Huấn luyện viên Ten Hag đánh giá cao năng lực của van Nistelrooy và tin rằng cựu tiền đạo này sẽ là cánh tay đắc lực cho ông ở mùa giải tới. Ngoài ra, huấn luyện viên Hene Hacker của Go Ahead Eagles cũng được mời làm trợ lý cho Ten Hag bắt đầu từ mùa giải 2024-25. Nhà cầm quân này giúp Go Ahead Eagles về thứ 9 ở giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa vừa qua. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm, Hene Hacker xác nhận ký hợp đồng với MU với tư cách trợ lý huấn luyện viên mới. Hake sẽ rời Go Ahead Eagles để gia nhập ban huấn luyện MU cùng với Ruud van Nistelrooy. Cả hai thương vụ đã hoàn tất. Việc thay đổi nhân sự sẽ giúp Ten Hag có đội ngũ ban huấn luyện đáng gờm hơn ở mùa giải tới. Sau khi được ban lãnh đạo MU cam kết tương lai, cựu huấn luyện viên Ajax cũng gấp rút tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. MU đang ưu tiên bổ sung một trung vệ trẻ tài năng. Matthijs de Ligt của Bayern Munich hay Gerard Bentegui của Everton đang được câu lạc bộ chủ sân Old Trafford nhắm đến.